Hi, chào tất cả các bạn, thì lại là mình đây. Thì rất vui được trở lại với kênh YouTube của mình lần nữa nha các bạn. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 9, thì mình xin chúc tất cả các bạn của nhà mình có một ngày lễ thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thì cũng như mọi khi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm nữa. Thì đó chính là nam nữ hôn nhau các bạn. Cái này là mình làm cái hình, cái đầu, hai cái đầu là có nghĩa là một người nữ và một người nam hôn nhau, nhìn rất là đẹp và ổn định nha các bạn. Nhìn nó rất là có hồn nha các bạn, nhìn nó rất là đẹp đó. Các bạn thấy không? Chỉ những cái đồ bỏ đi như quà hàng với một cái kèm thì chúng ta có thể làm ra được cái sản phẩm cực kỳ đẹp, thú vị như thế này, để trên bàn chân các bạn, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhìn nó đơn sơ nhưng mà nó rất là có hồn, đẹp nha các bạn. Nó hôn nhau cực kỳ đẹp luôn các bạn. Người nam người nữ hôn nhau rất là đẹp nha các bạn. Đó. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết làm ra cái sản phẩm này, thì mong tất cả các bạn ở nhà theo dõi hết video này. Thì nếu các bạn nếu thấy video này thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha các bạn. Thì nhớ đăng ký kênh thì để có nhận những video mới từ Hồng Hải nha, mới nhất từ Hải. Thì mời tất cả các bạn ở nhà theo chân mình và lộn mời tất cả các bạn ở nhà thì cùng mình theo dõi video để biết ra là làm ra cái hình này như thế nào nha.